sau anh vẫn luôn này ấy hả? Vô thay đồ đi, thay đồ cái nó khỏe. Thay đồ xong đi ngủ thôi. Không, thay đồ cái nó khỏe. Em nãy giờ em lột bộ đồ ra mới khỏe nổi á. Người nó hôi quá chịu không nổi. Ở đây mình mặc quần đùi hay quần dài đi trời. Quần dài giữa đêm lạnh lắm, giờ sẽ lạnh. Không, bên đây có mượn. Lạnh lạnh nhưng mà không bận quần dài khó ngủ lắm. Nó chèn mấy mặt máu ít nằm võng mà mấy. Ủa cái này là cái gì vậy? Cái em nước ướt hả? Nó không có. Ê trời má ơi.